Thời gian qua, hệ thống chính trị ở huyện Chư Mở Ga, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải quyết ổn định vụ việc một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở hai Buôn Lang và Buôn Em Mấp thuộc thị trấn Epoch, huyện Chư Mở Ga, do bị các đối tượng xấu lôi kéo kích động đã tham gia hủy hoại tài sản của công ty cổ phần cà phê Epoch. Đến nay, tình hình ở hai buôn đã trở lại ổn định, yên bình. Trước đó, vào sáng 25 tháng 8 năm 2022, vụ việc phức tạp đã xảy ra ở Buôn Lang, thị trấn Epoch, huyện Chư Mở Ga. Một số đối tượng đã kích động, lôi kéo gần 300 người dân Buôn Lang và Buôn Em Mấp tập trung ở nhà cộng đồng, rồi cùng nhau đi đập phá hàng rào, nhà ở công nhân và chặt cây cà phê ở vùng V40 của công ty cổ phần cà phê Epoch. Không chỉ hủy hoại tài sản, nhóm các đối tượng cầm đầu còn tổ chức xây 6 mồ mộ giả để thực hiện âm mưu biến khu vực này thành đất của họ, vì có mộ tổ tiên họ đã được chôn cất ở vùng đất V40 này từ nhiều đời nay. Vụ hủy hoại tài sản trên đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của công ty cổ phần cà phê Epoch. Và đến nay, công an huyện Chư Mở Ga đã khởi tố 2 vụ án, đồng thời khởi tố bắt tạm giam 21 bị can, làm việc với 31 người ở hai buôn này liên quan đến vụ việc. Người dân nghe theo lời xúi dục kích động của 6 đối tượng cầm đầu chỉ huy đã tập trung đông người tại nhà cộng đồng của Buôn Lang, có các hành vi như là đánh kẻng, rồi chuẩn bị băng rôn, rồi kéo nhau dùng tay chân, dùng gậy sắt, gậy gỗ, dùng cưa lốc để đập phá, làm hư hỏng 2.700m hàng rào của công ty đã xây dựng ở trên khu vực vùng đất V40 do nhà nước giao cho công ty quản lý. Ngoài ra thì đập phá, làm hư hỏng một nhà ở của công nhân, một chòi gác, tổng thiệt hại qua giám định, đánh giá tài sản xác định là trên 406 triệu đồng. Song song với việc điều tra làm rõ, khởi tố 2 vụ án và các bị can cầm đầu vụ hủy hoại tài sản trên, thời gian qua, lực lượng công an huyện Chư Mở Ga đã phối hợp với cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể thị trấn Epoch và chi bộ ban tự quản ở hai buôn Lang và buôn Em Mấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, giúp người dân trong hai buôn hiểu được dự án trồng sầu riêng của công ty cổ phần cà phê Epoch ở vùng đất V40 là hợp pháp, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Từ đó cảnh giác không bị kẻ xấu kích động, xuyên tạc, lôi kéo đi làm những chuyện vi phạm pháp luật. Đến nay, người dân ở hai buôn đã không còn tụ tập khiếu kiện đông người. Họ cũng đã cùng nhau tổ chức phá dỡ 6 mồ mộ giả để trả lại đất cho công ty cổ phần cà phê Epoch. Sau quá trình điều tra được cơ quan công an giáo dục, vận động, thuyết phục và chỉ rõ cho các bị can và thân nhân các bị can, rồi một số người dân tham gia đập phá, hủy hoại tài sản, thì các bị can đã có sự chuyển biến về nhận thức, đã nhận thấy các cái hành động sai trái của mình, ăn năn hối cải, tự nguyện đóng góp bồi thường thiệt hại và làm việc với công ty để đề nghị xây dựng lại hàng rào. Thế rồi tự động di rời tháo dỡ 6 ngôi mộ giả do người dân dựng lên nhằm mục đích đòi đất chiếm đất trên vùng đất V40. Đến nay ấy, thì 46 trên 46 hộ dân đã thống nhất, đã ký kết các phương án và đã liên kết với công ty cổ phần cà phê Epoch trong việc sản xuất kinh doanh. Thì trước đây thì là kể cả là công an an ninh, thì là kể cả là lực lượng từ huyện đến thị trấn, kể cả trong buôn cũng là đi tuyên truyền. Cho nên đến bây giờ thì là cái hậu quả đó thì nó thấy rồi, bây giờ nó không đi theo nữa, vừa là nó không nghe nữa. Nó là hiểu về luật rồi, không đi khước kiện nữa. Bây giờ là không nghe bọn sáu, vậy là chủ yếu là làm ăn với công ty, vậy là đi làm ở trong buôn, làm thuê làm mướn. Thì do thiếu hiểu biết, đi theo đám đông phá cái hàng rào bên công ty. Giờ em nhận thức cái việc làm của mình sai. Em được tạm giam bên trại huyện Chư Mở Ga 6 tháng. Em thấy rất là hối hận và ăn năn, hối cải. Tại vì thương vợ, thương con, nhớ vợ, nhớ con. Giờ bên công an điều tra đã tạo điều kiện cho em được về, em rất là mừng. Con với vợ nó chạy ôm khóc, nói nhớ bố, sau này không cho bố đi theo con đường sai trái để lo cho con, cho vợ. Vì nhận ra sai lầm đi xây cái mộ giá để chiếm lại đất, giờ thấy cái việc đó làm sai nên em với người dân tự nguyện đi thao gỡ cái ngôi mộ đó để trả lại đất cho công ty. Nhờ cái lực lượng cơ quan công an huyện, lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền vận động giải thích. Đến nay thì cơ bản là bà con đã thấy được cái lỗi lầm của mình. Thứ nhất là có làm cái đơn đề nghị xin khắc phục hậu quả, là xin rào lại hàng rào. Và tới thời điểm này thì có 7 cái mộ tự ý xây trên cái vùng này thì 45 hộ vừa qua mà tổ chức xây đó thì họ cũng tự nguyện và đập dọn rồi. Và đến nay cơ bản là bà con đã tiến hành quay trở lại ký hợp đồng tiếp tục sản xuất chăm sóc trên cái diện tích mà cái vùng này thì vừa qua đã trồng đậu nành. Đến nay là công ty vừa thu hoạch xong, năng suất bình quân là cỡ tấn 8 đến 2 tấn đậu nành trên hecta, có tăng thêm thu nhập cho bà con. Không chỉ bảo nhau tự phá dỡ những ngôi mộ giả, đến nay những người bị xúi dục lôi kéo ở hai buôn Lang và buôn Emấp đã hiểu ra sai trái của mình. Họ đã đồng ý với chủ trương chuyển đổi cây trồng để phát triển kinh tế của công ty cổ phần cà phê Epoch tại vùng đất V40. Đến nay, 46 trên 46 hộ dân trước đây nhận khoán tại vùng đất V40 đã tự nguyện ký kết vào danh sách thống nhất phương án sản xuất của công ty. Những người tham gia đập phá, hủy hoại tài sản trong vụ việc trước đó cũng đang tự nguyện góp tiền để bồi thường khắc phục hậu quả cho công ty cổ phần cà phê Epoch.